Cậu bé này tên là Cục Cức, được sinh ra từ chú chó trong thôn. Cậu tự nhận mình không có chỗ để đi, cô sẽ ghét bỏ cậu, đất sét chê cười cậu, đến gà mái cũng chê cậu. Cậu thậm chí còn không bằng chiếc lá. Lẽ nào Cục Cức không có giá trị tồn tại sao? Ở một ngôi làng dưới núi, có một chú chó chạy trên đường, chạy một vòng, ngồi xuống bên đường, sau đó cố hết sức, thế là sinh ra một Cục Cức béo. Cậu mới chào đời, vô cùng ngạc nhiên về thế giới này. Ước mơ của cậu là được bay tự do tự tại như chim trời. Nhưng Cục Cức không thể di chuyển, một cô sẻ bay đến, mổ vài cái trên đầu cậu. Úi giời ơi, đây là cức chó mà, kinh quá thể, tôi vốn dĩ là cức chó mà, rất bẩn thỉu sao? Thế là cậu tự thấy mình rất bẩn, ông đất sét bên cạnh không ngừng cười chê cậu. Love like this, give me love like this, show you love. Please don't text me when you're drunk. Ooh, or don't text me at all. Friday night, bum chung, ding dong, chicken, and off on em, không mơ đầy quẹt men. Anh đang chờ. Dù có trong cuộc gọi nhớ ngày sau, thì em cũng chẳng bận tâm ở đâu hơn nào. Thank you.
Yeah.